Bà mẹ ăn kiêng đồ dơ và đồ dở. Còn thức ăn nào mà sạch và ngon là bà mẹ đã ăn được. Ví dụ bây giờ bà mẹ thích ăn xoài. Ví dụ á, bà mẹ thích ăn xoài chua chấm nước mắm đường, cho bà mẹ ăn. Xoài đó mới gọt ra ngon, sạch. Trừ khi tay của mình dơ đụng vô cái xoài đó thì nó bà mẹ bị tiêu chảy. Thấy không? Đó, bà mẹ ăn kiêng đồ dơ và đồ dở nè. Bà mẹ kiêng rượu nè, thuốc lá nè. Đó. Còn bà mẹ ăn thịt luộc chấm mắm tôm, ok, được. Canh cua rau đay, quá tốt, quá ngon. Ngoài Bắc là mấy món đó là mấy món rất ngon á. Đi ăn bún đậu mắm tôm, ok, được luôn, miễn sao bún đó nó sạch. Hiểu không? Tức là mình ăn đa dạng giống như bình thường mình vẫn ăn, thì nó được cung cấp đủ chất. Nha. Rồi, còn vấn đề bệnh, hồi nãy tôi có nói bệnh viêm họng, viêm mũi, viêm này, viêm nọ là do lây. Mình tiếp xúc giữa người và người thì siêu vi nó sẽ lây từ người này qua người khác. Hồi xưa có thể rằng là bà nuôi dân ít lắm á, ít có cơ hội tiếp xúc nhiều nên là ít có thể bị lây. Bây giờ vô một lớp 30 bé, hết 20 bé bị ho, cảm sổ mũi thì chắc chắn đứa đó nó sẽ được bệnh. Hiểu không? Và bệnh là do lây. Bệnh không có do uống nước lạnh nè. Bệnh không có do gió máy lạnh nè. Bây giờ nếu mình lý luận là nếu mà bệnh mà do lạnh á, thì những nước nào mà không khí lạnh á, là nước đó chắc chắn sẽ bệnh hơn Việt Nam. Ở Sài Gòn này không có lúc nào được lạnh hết trơn đó. Lúc nào cũng nóng 30 độ, 28 độ là nóng lắm nha. Mà con nít bệnh nhiều lắm. Bởi vì sao? Nó bệnh nó lây giữa người này đến người khác. Hiểu không ạ? Tuy nhiên hồi nãy mình có nói rồi là bệnh giữa cái bệnh với lại đi bệnh viện là hai chuyện đó nó có liên quan, nhưng mà nó không nhất thiết bệnh phải cho nó đi bệnh viện. Nếu mà em bé nó bệnh ho sổ mũi mà nó chạy chơi đùng 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 vậy đó, mình theo dõi nó ở nhà. Ngày xưa có thể rằng là ông bà có thể lo làm việc hay là lo làm những chuyện khác, em bé nó lăn lê nó chảy mũi dãi, thậm chí bây giờ mấy bé ở vùng miền quê chẳng hạn á, nó vẫn bệnh nè, nó chảy mũi dãi nhưng mà ba mẹ nó cũng không có quan tâm lắm đến cái chuyện bệnh của nó. Những đứa đó đề kháng nó mạnh lắm bà. Còn bây giờ em bé mỗi một lúc nó bệnh một chút xíu là cho nó nhiều thuốc á, đôi khi những cái thuốc đó làm giảm đề kháng của nó, nên bé bây giờ nó bệnh á, nó hay bị bệnh hoài. Còn hồi nãy bà có nói rằng là máy lạnh để 28, ok, được, miễn là nhiệt độ phòng là 20 là được. Nếu mình cài máy lạnh 28 nhưng mà nhiệt độ phòng là 20 là được. Giữa cái nhiệt độ cài của máy lạnh với cái nhiệt độ phòng có thể nó không có tương xứng với nhau, phải không ạ? Do đó rằng là nãy tôi có nói là mình dùng nhiệt kế để mình theo dõi nhiệt độ phòng đó. Mình đang nói là nhiệt độ phòng. Còn vấn đề là hồi nãy mình đang nói về cái gì, cái vụ mà hội chứng đột tử ở trẻ nhũ nhi á, thì cái nguyên nhân mình không biết. Hội chứng đột tử trẻ nhũ nhi vì không biết nguyên nhân là người ta thống kê nguy cơ. Người ta thấy rằng là ở nhiệt độ 27, 28 độ là nhiệt độ phòng á, nó tăng gấp 3 lần nguy cơ bị đột tử so với lại nhiệt độ 16 đến 20 độ. Người ta chỉ thấy như vậy, hiện tượng nó là như vậy. Do đó để mà phòng ngừa, người ta ghi là nhiệt độ an toàn cho phòng của bé là khoảng 20 độ. Và ở nhiệt độ đó em bé nó ngủ ngon. Do đó bà, kinh nghiệm của cháu của bà, nhưng mà có thể rằng là có nhiều ngàn bà khác thấy cháu của mình không ngủ được, nhưng mà đặc biệt là cô con dâu đó để nhiệt độ 18 độ cộng thêm một cái quạt, cái đứa bé nó ngủ ngon lành luôn. Có, có một bà mẹ như vậy, bà mẹ đã thuật lại cho tôi nghe. Chính bà mẹ đã thuật lại là em phải để 18 độ cộng thêm một cái quạt thì nó ngủ ngon lành. Còn chỉ cần tắt cái quạt đi nó không ngủ được. Và ở rất nhiều câu chuyện giống như vậy. Do đó là bà nhớ giùm, bệnh là do lây siêu vi từ người này qua người khác. Những cái bệnh truyền nhiễm á, ho cảm sổ mũi là bệnh truyền nhiễm đó. Hiểu không?
là do sư vi lay. Do đó nếu mà mình học đúng ngay từ đầu, nãy tôi có nói mình dạy đứa bé đúng ngay từ lúc nó còn nhỏ là bệnh là do sư vi, bệnh là do sư vi lay, thì mai mốt á nó lớn lên á mà nó nghe ai nói là bệnh là do uống nước lạnh là nó thấy kỳ rồi. Bây giờ giả sử giờ tôi nói nha, nếu mà bây giờ tôi giải thích với lại quý vị á là à mình phải giữ nhiệt độ ấm nha, chứ còn để máy lạnh á là bé nó sẽ bị sốt xuất huyết đó. Quý vị nghe cái câu đó nó làm sao? Nó kỳ quá. Tại sao nó kỳ? Tại vì do muỗi. Tại sao quý vị biết được là sốt xuất huyết do muỗi chích? Tại vì ngay từ đầu mình đã học đúng rồi. Ngay từ đầu giới y tế đã cung cấp thông tin đúng là bệnh sốt xuất huyết là do muỗi chích người mang bệnh, tức là mang cái siêu vi sốt xuất huyết truyền qua cái người lành, truyền cái con siêu vi sốt xuất huyết đó ra, thì cái người đó có thể bị sốt xuất huyết. Nếu ngay từ đầu mình học đúng rồi thì mai mốt giả sử cái ông bác sĩ Đoàn này ổng nói là phải kiêng nước đá chứ không có là con của bạn bị sốt xuất huyết, là quý vị biết liền cái câu đó nó không đúng. Tương tự như vậy đối với lại viêm họng, nếu mà ngay từ đầu mình đã được tư vấn là viêm họng là do siêu vi lây từ người này qua người khác, mai mốt gặp ai đó nói viêm họng là không được uống nước, phải kiêng không có cho nó uống nước đá nha. Nếu uống nước đá nó sẽ viêm họng thì mình sẽ nghe câu đó nó cũng kỳ y chang như cái câu sốt xuất huyết đó.